Ôi, rất vui đã quay trở lại với kênh Cây Cảnh Giá Rẻ, cùng gặp gỡ với đại gia đình đam mê mai vàng rừng của em nha. Thì cả nhà ơi, thì cả nhà biết rồi, bên em bán mai rừng là một đơn vị đầu tiên tiên phong trong lĩnh vực bán mai rừng là bao sống. Vì thế bao sống của bên em thì em có gắn một cái đường link cách trồng bao sống với mỗi clip đăng như thế này. Thì cả nhà sau khi chốt cây và nhận được cây, cố gắng làm theo clip hướng dẫn và kết Zalo. À, bên góc trái màn hình là qua số điện thoại là 0948 016 160. Số đó là số Zalo của em. Thì cả nhà cứ trồng xong theo clip hướng dẫn và phản hồi lại cho em. Đó, trong vòng khoảng 30 giây hay 1 phút gì thôi. Đó, rồi gửi hồi lại cho em. Đó, cây có sự cố gì thì khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là sẽ rõ kết quả cả nhà ha. Thì cây có gì em bên em họ chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm với nhà ha. Rồi, để không mất thời gian quý báu của nhà với cái mã là D1, một cây bay rất là duyên cả nhà ha. Co lắc dữ dằn luôn. Vào số đó chị. Kỳ quá hay cả nhà ơi. Hoành 37. 37 hoành cả nhà nha, hoành tổng nha. Cái này cái cây kia là cây con đó nha. Cao 55. Cao 55. Bầu đế 36. Bầu đế 36 cái nó rất khỏe, nhận về ghép ngay luôn cả nhà ha. Đó, lượng lắc dữ dằn cả nhà, rất là êm cả nhà ha. Đó, rễ rất là khỏe, rễ cám rất là nhiều cả nhà nha. Đó. Rồi, với cái mã là D1 này, em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 550k. 550k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. Và rồi em xin tiếp xuống clip với cái mã là D1. Là cái mã D2, một cây tàn lượng lắc rất là đẹp, còn số đó chị. Cây này tàn múa lắc rất là đẹp cả nhà nha. 35. 35 hoành luôn cả nhà mình ơi. Cao 68. Cao 68. Bầu đế 37. Rồi, xin một chồng chị. Đây cả nhà. Tay cành múa lượng lắc rất là đẹp cả nhà nha. Đó. Thì với cái mã là D2 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 700k. 700k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống cả nhà nha. Cây tàn lượng lắc rất là đẹp cả nhà. 700k cho cái mã là D2 của chúng ta cả nhà mình đây. Và rồi em xin phép xuống clip với cái mã là D2. Tiếp đến với cái mã là D3, vòng xuống đó chị. Thì cái này là một bầu hai cây cả nhà nha, dính chặt rễ với nhau rồi. Thì em sẽ lên cái hoành tổng của cả nhà nha. 45. 45 hoành cả nhà, hoành tổng của nhà nha. Cao 59. Cao 59. Bầu đế 36. Bầu đế 36 xoay dòng chị. Wow, ok cả nhà mình ơi. Đó, hai cây một bầu, hai cây một bầu luôn cả nhà. Rễ rất là nhiều nha. Đó. Thì với cái mã là D3 này em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 700k. 700k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống, cây rất khỏe cả nhà nha. Hai cây một bầu đây, xây bộ đế cả nhà cùng xem đây, đây rễ dữ dằn cả nhà. Đó, đây để cám nó nhỏ không nha, cây rất là khỏe dễ chăm cả nhà. Rồi, chỉ có 700k cho cái mã là D3 của chúng ta. Tiếp tục đến với cái mã là D4, một cây dáng bạc phong lùng lực cả nhà ha. Đó, có rễ quái thòng xuống nữa. Rồi vào xuống chị. Ở dưới hoành 39. 39 hoành cả nhà mình nha. Cao 48. Cao 48. Bầu đế 45. Rồi xoay một vòng chị. Đây hàng rất là quái cả nhà ha. Quái gì cả nhà ơi. Rễ rất là khỏe nha ha. Thì với cái mã là D4 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1100k. 1100k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. Tục đến với cái mã là B5 của chúng ta. D5 của chúng ta cả nhà. D5 là gốc bay. Tay cành cực kỳ là đều của nha nha. Tay cành cực kỳ đều nha. Còn số chị. D5 mà rất là hay cái nha. Để vào để bàn Tết trên ngôi nhà ý kia. Hoành là bao nhiêu chị? 30. 30 hoành cái nhà. Cao 48. Cao là 48. Tàn bay 80. Bay là 80. Bồ đế 37. Rồi xem dòng chị. Đây cây bay mềm mại, đế quá êm luôn, nhận về ghép ngay luôn. Đế khỏe cả nhà nha. Cây bay quá ok luôn nha. Tết đưa vào nhà là êm ha. Rồi với cái mã là D5 này thì em sẽ được mạn phép giao lưu với cả nhà là 800k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống ạ. À. Tiếp tục đến với cái mã là D6 luôn nha ơi. Đó, vào số đó chị. Tam tài cả nhà ha. Đó, bà chi. 38 hoành. 38 hoành cả nhà mình đây. Cao 70.
cao là 70. Rồi xoay vòng chị. Đây cả nhà. Cây rất là khỏe cả nhà ha. Ba chi tam tai. Thì với cái mã là D6 này, em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 750k. 750k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. Vừa rồi em sẽ tiếp tục đến với một gốc bay với cái mã số là D7 và số chị. Quá dữ dằn cả nhà em ơi. Cây to cả nhà ha. Hoành 44 hoành cả nhà. Làm gốc bay quá êm cả nhà. Cao 90. Cao là 90. Bằng bay 1 mét. Bay là 1 mét. Rồi xoay một vòng luôn chị. Tay cành này đóng bo vô ghép ngay luôn cả nhà. Cây quá khỏe cả nhà em ơi. Cây rất khỏe cả nhà nha. D7 cây khỏe lắm cả nhà. Đó. Quay em cả nhà. Quay em. Ở dưới đây ngay cái eo 44 nha. Dưới to lắm cả nhà. Cây nở rất là nở cả nhà. Đó. Thì với cái mã xin báo cáo ở nhà. Có gì thôi sao nói vậy. Ở đây có miếng lũa cả nhà nha. Lũa nhỏ thôi. Kín nữa nha. Bao thẻo hết rồi. Có miếng lũa xẹt cái đó. Thì với cái mã là D7 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1.700k. Đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống cái nhà mình nha. Với cái mã là D7. Tục đến với cái mã là D8. Một cây lùng lực đặt cái nhà nha. Vào số đó chị. Hoành 40. 40 hoành cả nhà mình ơi. Cao 41. Cao 41. Bầu đế 39 xoay vòng chị. Đó. D8 ok cả nhà nha. D8 là ok luôn. Thì với cái mã là D8 này thì em xin cũng được mạn phép vô lưu với nhà là 700k. Đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống với nhà mình nha. 700k cho cái mã là D8. Đến với cái mã là D9, một cây khá là to. Vào số đó chị. Cây này để mấy ngày kéo nhựa cả nhà. Nhựa cái này về nhận về ghép luôn cả nhà nha. Cây rễ rất khỏe cả nhà. Hoành 48 hoành cả nhà mình ơi. Cao 95. Bầu đế 40 xoay vòng chị. Quá hay cả nhà ha. Ở bên này có miếng bị lũa xẹt thôi cả nhà ha. Lũa xẹt thôi, bể mẻ miếng cả nhà. Về vệ sinh nạo lại cả nhà. Chứ cây đặt nặng lắm cả nhà ha. Đó, cây này đây, quay bộ đế nha. Đế khỏe cả nha. Nhận quay ghép luôn cả nhà. Đây, nhựa nè. Nhựa lên gớm không? Kinh khủng. Đó, nhựa lên rất là dữ cả nhà. Nó cây cháy trên đỉnh nè. Đó, bao rất là đẹp cả nhà. Nhận quay ghép luôn cả nhà nha. Thì với cái mã D9 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.700k. 1.700k. Đây, miếng thẹo cả nhà. Đây, nó có một cái thẹo đây, bẹ mẻ đây ha. Không bọng lũa hết cả nhà nha, chỉ mới lũa thép ở đây thôi cả nhà. Thế thôi. 1.700k, 1.700k. Ờ phía bên chi đây là có cái vô thẹo bao rồi cả nhà. Nhỏ không ảnh hưởng gì đâu cả nhà. 1.700k, 1.700k. Đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống cho cái mã là D9 của chúng ta cả nhà mình nha. Tục đến với D10. Quá quái cả nhà ơi. Hàng quá độc, quá quái cả nhà. Rễ nó nùi luôn cả nhà. Rồi, vào số chị. Ngay trên đây này chị đo ngay cái eo trên đây. Nó ngay cái đầu cuốn rễ. À, thẳng thước lên. Rồi, đó chuẩn. 43 ngay cho cả nhà, ngay vị trí eo đó cả nhà. Cao 50. Cao 50. Đo luôn chị. Bay 60. Đó. Bầu đế 35. Rồi, xoay vòng chị. Quá quái cả nhà ơi. Hàng độc lạ cả nhà nha. À. Xuống đây thì nó tỉa ra rễ con rồi cả nhà. Chứ không thôi lấy chân dài thì càng đẹp nó. Lấy dài nó càng đẹp. Mà xuống đây nó tỉa ra rễ con hết rồi. Nên không lấy được. Cô lấy nữa cũng nó khó trụ cả nhà. Vì nó tỉa rễ hết rồi. Quá độc cả nhà mình ơi. Quá dữ dằn ha. Thì với cái mã D10 này, một gốc siêu quái, thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 2.500k. 2.500k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. Quá độc quá quái. Xoay một vòng nữa cái nhà cùng ngắm lại xuống cây cho chị nha. Đó. Quá không? Quá đã cái nhà. Quá em cái nhà.
quá độc. Quay mới nha ha, lắc 3D luôn. Và rồi em xin phép xuống clip với cái mã là D10 của chúng ta. Tiếp tục đến với cái mã là D11 của chúng ta. Phải nói là tuyệt phẩm mảnh đời còn lại nha. Tay cành quá khéo nha, bộ đế rồi siêu vip nha. Cây này làm xong cái rất là tuyệt vời nha. Nếu anh em đam mê lũa cái này càng tuyệt vời hơn nữa. Vào số chị. Quá to cả nhà ha. Tay cành đều quất rất là đều luôn. Đế đẹp nữa cả nhà. Hoành 65. 65 hoành cả nhà, rất là to cả nhà mình đây. Cao 80. Cao 80. Rồi xoay vòng chị. Mảnh đời còn lại. Đó, lượng lắc quá quá đẹp cả nhà. Đó, đế vip luôn cả nhà. Rễ rất là nhiều cả nhà. Cây này khỏe, bỏ dày nữa. Đây, rễ nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, to to không? 4. Còn rễ cám khỏi nói đi. Mấy phần rễ cám kia khỏi nói. Ở trong nó ra rất là nhiều. Rễ cám phúng lên luôn. 5 6. Quá dữ cả nhà. Đó. Quá ok nha. Thì với cái mã D11 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 2500k. 2500k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. Và rồi em xin phép xuống clip với cái mã là D11 cái nha. Tiếp tục đến với cái mã là D12. Ô, cây này quá cao luôn cái nha. Quá cao rồi. Quá to luôn cái nha. Cây ra mầm luôn cái nha. Cây này khỏe tự nhiên luôn. Về được khoảng 4 ngày mà chưa xử lý luôn cái nha. Chưa bao keo luôn. Rồi nó ra mầm luôn cả nhà. Quá khỏe, tức thì cây quá khỏe cả nhà. Rất là to cả nhà. Vào số đó chị. Cao quá cao cả nhà. Nhìn cây đối trọng của chị cả nhà thấy nha. 48 hoành cả nhà mình đây. Quá to cả nhà. Cao 2 mét cả nhà nha. Cây quá êm cả nhà. Bầu đế 50. Quá cả nhà. Cây này khó dịch chuyển quá cả nhà. Nên em sẽ quay như vậy luôn cả nhà nha. Đó. Rồi rồi, em sẽ tiến sát vào trong. Quá ok nha. Cây sạch sẽ không lũa luôn cả nhà. Tàn quá đẹp, chi đóng đều luôn. Đó. Quá cao, cao ngất ngưỡng luôn cả nhà. Đây. Đế nè. Rễ là full bầu cả nhà. 1 2 3 4 5. Đó. Đây cả nhà. Tự ra mầm luôn cả nhà. Mầm nè. Đây. Ra hết luôn cả nhà. Đây, mầm nè. Mới 4 ngày thôi cái này biết cây khỏe cái kỹ gì cả nha. Cây quá khỏe nha. Mầm to ú ù luôn. Mầm rất là to cả nha. Đó. Quá ok cả nha. Tự bao nhựa luôn. Ui, không còn gì nói, cây quá khỏe cả nha. To. Em khó quay cả nha. Khó quay cho cả nhà xem. Một cây rất là cao 12 mét cả nha. Đó, em sẽ quay như vậy cả nhà chịu khó nha. Thì cũng giá mềm mại cả nhà 2800k. 2800k, 2800k cho cái mã là D12 của chúng ta. Đó, cây quá to quá khủng nha. D12 cây quá to cả nhà mình ơi. Đó, nhà cao cửa rộng bỏ cái này chơi quá im của nhà. 2800k cho cái mã là D12 của chúng ta. Và rồi cả nhà, với cái mã là D12 cũng đã kết thúc clip của tối đêm nay. Em chúc cái nhà có nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Bên nhà, bên cái nhà thấy em bán bao sống lấy có sự tin tưởng an tâm cho cái nhà, cho em một cái lượt like, lượt thích cái nhà ha, để cho em có động lực em phát triển thêm cái nhà ha. Chúc cái nhà an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc cái nhà này nha. Và rồi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cái nhà vào 19:15 mỗi tối cái nhà mình nha. Rồi chào cả nhà nha. Rồi em xin chào tạm biệt cái nhà.